Và đến giờ con dâu phải lên đến ngoài về nhà trai, giờ đang chuẩn bị lên xe rồi. Nên mình thiếu mất cái đoạn mà cóng đi. Bây giờ xuất phát đi. Đây đây, hai vợ chồng đang đi cùng một xe. Đây đoàn nhà trai đang rước dâu về nhà, xong là cái chỗ nhà gái đang đây. Đây giằng co đây. Đây là cái chỗ đang giằng co. Trai với trai gái. Chơi rất mạnh luôn. Bên này cũng đang con này. Bây giờ đang cái giờ cuối rồi, họ đang chuẩn bị để rước dâu về. Cô dâu thì về trước rồi, nhưng mà cái đoàn cha nhà gái đấy, anh kia đang bị tóm này kìa. Đây là những cái đồ ở bên nhà ngoại đang mua cho con gái. Có chăn chiếu này, với là một cái hòm, rất nhiều dụng cụ khác. Cái này là lấy chiếc mấy câu. Thế phong tục là của mình là như thế. Đây là những chiếc đồ nhà gái đang cho con dâu này. Nhà trai phải tiếp nhận, chắc đang có cái trục trặc gì, hình như chưa làm thủ tục hết hay sao. Lại đem sang bên kia tiếp. Có chăn với chiếu. Họ mang về đây xong họ kiểm kê lại. Sở cũng đủ ấy. Họ bắt đầu kiểm kê. Hôm nay là trưởng đoàn. Ông là phó đoàn đây. Đây là ông à. Rất nhiều đồ luôn đây. Phải nhân đồ này. Đấy, cứ làm việc đi, cái làm việc của chú đi. Làm cái phim à? Cứ làm việc của chú đi, không có gì quan trọng. Quay phim lúc 8 mới hỏi quay phim đúng không? Bốn này. Xin ơi. Hai em chơi. Quan trọng cho về leo số phim. Tài liệu càng về. Cái đồ cái chiếc mấy câu. Có cả hòm. Bây giờ đoàn khán giả họ đang đứng để xem để nơi cuộc đám cưới diễn ra như nào. Người kia đang
diễn ra kiểu gì. Đây đang trưởng đoàn nhà gái đang bàn giao cho trưởng đoàn nhà trai những cái đồ đạc ở bên nhà gái về. Đấy, đang kiểm kê xong bàn giao xong mới được đèo đi về. Đấy, đang anh kia đang đọc, đang kiểm kê. Em ở đây mà, anh ơi, em ở đây mà. Cái này đang mừng rỡ là hôm nay đón dâu được cô dâu về nhà ấy. Nó đang bên ngoại thì muốn giữ bên chồng ở lại, nhưng mà do là cái thời gian cái giờ giấc là không được cho phép, đến giờ là phải đi về nhà chồng thì phải đi thôi. Bên này đang bàn giao đồ đạc. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục lên quay cái phần 2 của đám cưới của dân tộc Giấy. Ở đây là hôm nay mình lên quay của chú nhà trai. Đây, nhà trai hôm nay dựng cái rạp rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà do mình theo đoàn nhà gái lên thì nữa mình sẽ lên cái chú nhà ở tít ở cái chú đầu bên kia. Đấy, thì nữa mình sẽ lên trên đấy. Đây mình sẽ di chuyển cùng đoàn lên trên nhà trên kia. Đây mình phải vượt qua một con suối này. Bên kia xong mình làm thủ tục xong sang bên này giao lưu.
tới toàn cảnh rạp của nhà trai. Nhà trai khách đông đến rất là đông luôn. Để mình đi làm cái thủ tục xong là mình sẽ đi vào ăn. Tiếc hôm nay cái mic của mình hôm nay hết pin, thì mình đi cả ngày á, cho nên là mình nói chắc là hơi đè đè tí. Mình sẽ đi làm được tục trước, xong tí sẽ vào làm sau. Cho cái phóng bì này. Bây giờ là về cái công cảnh về quê, là anh em đang đón cháu về, đang vui mừng để uống rượu. Bây giờ mình cũng có một tí rượu, nhưng mà do là mình quay là hơi lắc.